chứ trời, rớt tiền xuống đây còn sao lụm đây. Thiệt chứ. Rồi làm gì vậy? Rớt tiền chứ gì, lột xuống cống rồi nè. Sao để rớt ngay cái cống vậy trời? Rớt nhiêu? 5.000 mới tính mua ly nước mía uống. Móc tiền ra rớt vô đây luôn. Ôi, cái 5.000 bỏ đi ông ơi. Ta thấy ta cười bây giờ nè. Làm gì cười? Ông lui cui lụm có 5.000 hồi ta thấy ta cười ông chứ gì. Đi về. Em, có 500 đó không? Có, làm chi vậy? Ê, cho anh mượn 500 ơi. Chi? Đi đưa đây đi, có công chuyện. Nè, ông làm gì vậy? Bỏ thêm 500 nữa. Ta thấy mình gớt 500 để 5.000, ta đâu có cười. Ông khùng dữ lắm rồi. Tôi đây tôi khiều cho cha. Tự nhiên giục 500.000 của ta xuống cống. Nói hoài mệt quá. Tại ông đó, hồi sớm về về tới nhà rồi. Giờ về tới nhà nói gì nữa. Nè, đưa tôi làm chi? Mặn cá đi. Hồi nào giờ có biết mặn cá đâu kêu mặn. Ai biết, kệ ông, tôi đi hái dao đó vô mà chưa hái mặn xong con cá, ông biết với tôi. Gán xíu nha con. Tao trắng nước mẹ cái lại xíu rồi xong đợi liền à. Gán nha con. Trắng nước mày chút xíu là xong rồi. Con cá mặn xong chưa mà nhảy xuống tắm rồi trời. Chạy mất tiêu rồi. Sao trên bờ không mặn, đi xuống đây mặn cho nó xảy gì trời. Trời ơi, tính đem xuống đây trắng nước cho nó dễ. Trời ơi, cá mà ông đem đi trắng nước. Ông ở đây ông mò đi, chừng nào có thì lên. Hùng hết khúc cửa.